Mio xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Mio đi ra biển chơi, Mio thấy chỗ tiệm giày Puma và các hàng hiệu giày nó giảm giá nè quý vị ơi. Giảm giá tới 70% luôn. Bây giờ Mio xin mời quý vị và các bạn cùng Mio đi vào bên trong xem có cái món đồ nào mình có thể mua được không nha. Ở đây là những đôi giày búp bê nè, cho những người nào có dốc dáng cao thì mình mang giày thấp, mình mang giày búp bê ha. Mio thì lùn quá, không có mang giày búp bê được. Bây giờ Mio đi qua bên này, Mio thấy có túi xách nè, có dây nịt nè. Tất cả các bảng ở đây giảm giá 50-70%. À, có nón, Mio sẽ mua một cái nón kết quý vị ơi. Đây có nón kết hiệu Puma nè. Hiệu Puma là một nhãn hiệu giày và các nón và các đồ thể thao quý vị ha, rất là tốt, nổi tiếng, chắc ai cũng biết. Và bán bên kèm có những cái túi xách cũng của nhãn hiệu Puma. Cái da và cái dây rất tốt và rất là chắc chắn luôn. À, đây là giày. Giày này có cái chất liệu vải lưới rất là đẹp, rất là mịn màng luôn. Đẹp quá, ở trong có màu hồng phấn nè. Giày này được làm cái đế hơi cao và nó có cái lớp bên trong nhún để cho cái lòng bàn chân của mình đừng có bị đau khi mà mình bước đi á quý vị. Ở bên này mình đi bộ rất là nhiều. Bởi vì khi mình mua đôi giày ấy, mình chọn lựa cái đôi giày cho nó phù hợp với mình để đi đừng có bị đau chân á quý vị và các bạn. Có nhiều loại giày thì mang đẹp nhưng mà đi nhiều thì nó sẽ nóng cái bàn chân mình hoặc là nó sẽ đau các cái phía trên cái ngón chân của mình đó. Còn có những loại giày là chuyên môn để đi bộ thì mình đi nhiều cách mấy nó cũng êm và nó cũng tốt quý vị ha. Đôi nào mà vô thấy cũng đẹp hết trơn á. Vô thích những kiểu đơn giản như thế này nè. Ở bên này có nón. À, chắc mình vô phải chọn cho mình vô một cái nón quá. Hôm bữa đi ra đây Mio đổi cái nón của ông xã. Bây giờ sẵn ở đây đang giảm giá, Mio lựa một cái nón. Mio thích màu trắng quý vị ơi. Nón màu trắng thì nó dễ đội với cái quần áo nào cũng vậy ha. Bình thường thì mình thấy nó mấy chục đồng, mình tiếc mình không mua quý vị. Bây giờ giảm giá như vậy thì có phân nửa à. Chắc chắn là Mio sẽ chọn một cái nón màu trắng. Để Mio đổi lên thử xem. Thấy cũng được, đẹp không quý vị? Để Mio chụp tấm hình coi. Tự mình luôn quý vị ơi, không có ai chụp cho Mio hết. Mio chụp tấm hình để Mio đổi cái nón xem có nó có đẹp không. Rồi bây giờ thì Mio xin mời quý vị và các bạn cùng với Mio đi tiếp tục tham quan và mình xem những cái đôi giày ở đây như thế nào nha. Thank you.
đôi giày màu tím luôn, nhìn cá tính quá quý vị các bạn ha. Nhưng Mi Vô thì không có bao giờ dám mang màu, quần áo cũng vậy, Mi Vô thích màu trắng, màu cà phê sữa, những cái màu nào nó nhã nhặn một chút quý vị. Màu trắng thì Mi Vô, màu đen thì Mi Vô không có thích. Đến đây thì Mi Vô thấy nón Puma họ mà một cái kiểu khác nữa, trang trí thì bằng chữ thì thêu, cái hình con cọp thì cũng thêu luôn quý vị. Còn cái này thì đơn giản với một cái dấu hiệu thôi. Suy nghĩ tới lui để Mi Vô xem Mi Vô chọn cái nào, chắc Mi Vô chọn cái đơn giản. Cái này để xem nó chắc thì Mi Vô sẽ lấy cái này. Mi Vô thích cái gì nó đơn giản quý vị. Cái thiêu chữ thì nhìn cũng đẹp lắm, nhưng mà cho mấy bạn trẻ trung chút ha. Vui lắm quý vị, Mi Vô đi mua đồ. Có khi lâu lâu Mi Vô buồn, cái Mi Vô nó hơi đi mua cái gì đi, phải làm gì đó cho nó hết buồn. Xong Mi Vô đi xem đã, thử tới thử lui, tới lui đã, cái Mi Vô nói hồi mua tốn tiền quá, hồi không mua, cuối cùng không mua gì hết, ngắm rồi thử, rồi đã đời rồi không mua gì hết quý vị. Được các cửa hàng bên đây không có ai ngó tới mình không, ai muốn mua muốn lựa muốn gì coi đã rồi đi ra,
đó, rồi tính tiền thôi, chứ không có giống như bên Việt Nam á, người ta đi chung với mình, cứ song song với mình để coi mình lựa cái gì á, rồi mình không mua cái nó kỳ lắm. Bên đây giày con nít chất lượng tốt không quý vị, nhìn đôi giày chắc chắn, nhìn thấy đẹp ghê vậy đó. Mặc dù kiểu rất là đơn giản, không có kiểu cọ gì nhiều, nhưng mà làm thấy cái chất lượng nó, nhìn thấy nó đẹp. Bây giờ thì mình cùng đi theo cái con đường này để dạo ngắm những cái đôi giày của trẻ con, và Mio sẽ ra đến quầy tính tiền. Xin mời quý vị và các bạn cùng với Mio đi xem những đôi giày của trẻ con nha. Thank you.
Vô đi ra tới quầy tính tiền mới thôi, thấy có cái quầy dép. Vô cần một đôi dép để mang trong nhà. Mới vô lựa màu để lấy một cái đôi dép này nữa là mới vô sẽ đi ra tính tiền. Vô cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Mình vô xin mến chúc quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mình vô xin chào và xin hẹn gặp lại vào video kế tiếp. Bye bye.